Thưa quý vị và các bạn, hơn 2 năm qua chứng kiến các nền kinh tế lớn nhất thế giới thuộc nhóm G20 đều trên đà suy thoái, chiến tranh xung đột và ảnh hưởng địa chính trị toàn cầu gây ra những vấn đề nội tại ở từng nước, đặc biệt là lạm phát, doanh nghiệp phá sản và tỷ lệ thất nghiệp tăng. Từ đó, các nước đều đưa ra nhiều tiêu chuẩn mới đối với hàng nhập khẩu để bảo vệ doanh nghiệp sản xuất trong nước. Trước thực tế này, đòi hỏi doanh nghiệp Việt Nam phải linh hoạt đáp ứng các điều kiện mới nhằm giữ vững thị trường xuất khẩu. Nhờ phán đoán và chủ động hoàn thiện sớm các điều kiện mới của đối tác đưa ra, nên qua 7 tháng đầu năm, hàng xuất khẩu của công ty cổ phần May Hương Vũ ở xã Nguyên Trãi, huyện Ân Thi vẫn giữ được đà ổn định. Hơn 460.000 sản phẩm may gồm hàng jacket, t-shirt đã xuất sang Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc và châu Âu, đạt doanh thu 1,6 triệu đô la Mỹ, lương bình quân công nhân 10 triệu đồng trên tháng. Để có được kết quả này, chính là nhờ sự linh hoạt của công ty khi sẵn sàng đáp ứng các điều kiện mới theo yêu cầu từ thị trường nhập khẩu. Trước nay hàng của chúng tôi mà xuất sang các thị trường Mỹ và Nhật thì chỉ cần 2 đến 3 tiêu chuẩn. Nhưng đến thời điểm hiện tại là khách hàng cũng yêu cầu thêm khoảng 3 cái tiêu chuẩn nữa là liên quan tới hàng tái chế hoặc là liên quan tới sản xuất những cái nguyên phụ liệu sạch để đáp ứng được với các cái yêu cầu đấy thì công ty chúng tôi cũng phải nâng cấp một số các cái quy trình sản xuất lên để đáp ứng với cái tiêu chuẩn của khách hàng đưa ra. Để đạt các tiêu chuẩn, bắt buộc từng doanh nghiệp phải đầu tư thêm chi phí cho nhà xưởng máy móc và hệ thống chất lượng theo yêu cầu sản xuất của từng mã hàng. Với quy mô 500 công nhân, dù ở mức trung bình, nhưng mỗi năm công ty cổ phần Phú Hưng tốn khoảng 400 triệu đồng cho chi phí đánh giá nhà máy. Doanh nghiệp càng lớn, càng nhiều mã hàng sản xuất, càng nhiều tiêu chuẩn thì chi phí đánh giá nhà máy càng lớn. Đây là điều bắt buộc thực hiện trong hoạt động xuất khẩu tại các doanh nghiệp gia công hàng may mặc và một số lĩnh vực sản xuất khác. Dự báo trong thời gian tới, các tiêu chuẩn mới với hàng xuất khẩu sang các nước phát triển sẽ ngày càng nhiều hơn, mức độ khó hơn. Muốn xuất vào cái thị trường của họ thì phải đánh giá nhà máy để mình đạt được những cái chứng chỉ mà theo cái mà họ yêu cầu đưa ra. Tôi lấy ví dụ như là chứng chỉ toàn cầu như là Best World, hoặc là mỗi một nhãn hàng sẽ có một cái chứng chỉ khác nhau. Thế do vậy mà đấy là những cái yêu cầu thứ nhất. Cái thứ hai nữa là xuất xứ hàng hóa và nguồn gốc hàng hóa thì cần phải rõ ràng về cái nguồn gốc của nguyên phụ liệu. Và cái thứ ba nữa là cái chất lượng sản phẩm họ đòi hỏi ngày càng cao hơn và cái thời gian giao hàng ngày càng ngắn hơn. Tự do thương mại mở ra cơ hội lớn cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang các nước và ngược lại. Nhưng tự do thương mại ngày nay không chỉ đơn thuần là việc mua bán trao đổi hàng hóa giữa các nước mà còn mang tính chính trị quan hệ giữa các nước. 252 vụ điều tra phòng vệ thương mại từ 24 thị trường với hàng hóa Việt Nam qua 6 tháng đầu năm là dấu hiệu cho thấy việc xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang các nước sẽ ngày càng khó khăn và phức tạp hơn với nhiều điều kiện mới các nước tự đặt ra.